Xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video tổng hợp cho tất cả các anh em cần tìm hiểu để mua sào. Sào này là sào thủ công. Sào này bán ra thì bảo hành cho anh em sử dụng 1 năm. Cho nên anh em an tâm ha. Sào này là sào nhôm nha anh em. Tất cả được làm bằng chất liệu là nhôm ha anh em ha. Chứ nhiều anh em điện tới hỏi bán cái sào này là sào nhôm hay là sào inox hay là sào carbon gì đó, thì ở đây chúng tôi đang làm video cho anh em và nói rất rõ đây là sào nhôm ha. Trước khi vào video về một số vấn đề chúng ta cần nói trước, ví dụ như anh em nào cần mua cái áo như thế này thì cũng có cho anh em luôn. Áo này là bán riêng chứ không có đi theo sào ha. Áo có dây kéo cho tất cả các anh em đó. Áo có dây kéo như thế này đó, có thể mở ra được như thế này đó. Rồi anh em nào muốn mua cu lim thì có mẫu cu lim bằng inox răng cưa như thế này đó, chỉ bán một mẫu cu lim này ha anh em ha. Đó, rồi tiếp đến là gì, là anh em nào mua bằng hình thức chuyển khoản, có nghĩa là chuyển tiền trước thì sẽ được miễn ship. Anh em nào mua cùng lúc 2 cây thì được miễn ship, còn anh em nào mua theo wholesale day, có nghĩa là giao hàng thu tiền, thì không được miễn ship. Rồi đó là một số vấn đề cần nói trước ha. Tiếp đến là chúng tôi sẽ đi vào vấn đề chi tiết hôm nay, đó là nhân vật chính là những cái sào này. Đó là cây đầu tiên giới thiệu đến anh em là cây 3m. Cây này 3m, mọi chiều dài mỗi lóng nó là 60cm ha. Sào ngàm khóa hai chiều, nghĩa là anh em kéo ra ở bất kỳ vị trí nào anh em đều có thể khóa được. Dặn bên trái nó cũng khóa mà dặn bên phải đó, nó cũng khóa, thao tác rất là nhanh. Đó, 5 lóng ha anh em ha. 3m thì khi anh em kéo ra hết thì chắc còn sử dụng được khoảng là 2m7, 2m8. Chiều dài thu vào như thế này nó khoảng 80cm ha anh em ha. Đó, bởi vì mỗi lóng sào nó kê nhau ở một đoạn như thế này, khoảng 2 lóng tay của chúng ta. Rồi tiếp đến là cây 4m. Cây 4m này thì nó có cả là sào thường, sào ốp đồng và sào dẫn ốc cổ dê. Đó. Sào thường là cây này. Đó. Thì 4m đó là nó cũng là 5 lóng. Mỗi lóng của nó là 80cm ha anh em ha. Đó, đây là cây ốp đồng. Cây ốp đồng thì nó có 5 cái chụp đồng ở 5 cái đốt của nó. Và bên đây là cây xài ốc cổ dê. Đó, bắt đầu tôi sẽ nói rõ hơn ở cái cây này, bởi vì đây là cây đầu tiên, nói rõ để cho chúng ta hiểu, và những cây sau tôi sẽ cố gắng nói nhanh cho anh em. Đó, thì cây 4m này thì nó là cây 4m thường. Anh em mua điện đến để báo bán cho tôi cây 4m thường hay 5m thường, 6m thường, 7m thường, 9m thường gì đó. Còn đây là cây ốp đồng. Đó, thì cây ốp đồng này nó có những cái chụp đồng như thế này, rất là đẹp, rất là sang trọng. Hàng này là hàng cao cấp. Cây ốp đồng như thế này giá cả nó khá là cao, cao hơn gần gấp đôi so với cây sào thường, và nó cũng mắc tiền hơn loại có xài ốc cổ dê. Đó, nó có 5 cái chụp đồng. Anh em lưu ý là trên đầu nó có cái chụp, cái lóng nhỏ ở trên đây, cái chụp đồng nó ngắn hơn. Đó, nhiều anh em bảo giao thiếu lóng. Đây, ở cái lóng trên này nó dư ra rất là ngắn. Đó, rồi cây chụp đồng thì nó cũng khóa trái khóa phải đều khóa được ha anh em ha. Tiếp đến là cái cây sào dẫn ốc cổ dê. Đó, sào dẫn ốc cổ dê thì nó cũng 4m, 5 lóng, mỗi lóng của nó cũng 80cm. Thì anh em khi mà thu gọn vào thì nó khoảng tầm 1m. Đó, loại này thì khi anh em xài thì xả con ốc cổ dê này ra và kéo lên. Đó, đến vị trí nào cần thiết thì anh em dặn lại như thế này. Đó, thao tác cũng khá chi là đơn giản. Đặc tính của cái loại sào này rất nhiều anh em thích là bởi vì khi khóa cổ dê như thế này nó rất là chắc chắn. Anh em xài mà lụp đần cò, lụp gáo, những loại lụp đánh trên cao, lắc lư, không bao giờ trả ngàm. Đó, không bao giờ tuột lóng. Khóa như thế này, khóa chết như thế này gọi là cực kỳ chắc. Anh em có thể đu lên đây không có làm cách gì mà nó tuột ra được, bởi vì cái phần cơ khí ở đây nó làm rất là cứng chắc. Đó. Riêng về cái phần sào dẫn ốc cổ dê ở chỗ shop thì làm rất chi là tỉ mỉ cho tất cả các anh em. Đít sào có cả chốt nhôm luôn nha anh em. Đó, có cả cái gù nhôm ở dưới cái đít sào này, anh em thấy nè, có gù nhôm ở đây luôn nè. Đó, gù nhôm cộng với lại là tâm xay để cho cây sào này khi trượt lên trượt xuống nó chạy vào cái rãnh nhất định, không có lắc lư nhiều, không tạo ra tiếng ồn. Đó, rất là đã. Đó, nó chạy như thế thì cái đít sào của nó có cái tâm cố định đó, làm cho cái đít sào chạy rất là thẳng hàng. Đó, tiếp đến là cái cây 5m.
Thì bây giờ đã làm cái cây 4m rồi thì cây 5m chúng tôi sẽ nói nhanh thôi nha anh em, bởi vì tính chất nó y vậy, chỉ có là chiều dài nó dài hơn thôi. 5m thì nó có cây thường, cây ốp đồng và cây dặn ốc củ dê. Rồi, đến 6m thì nó cũng như vậy. 6m thường, 6m ốp đồng và 6m dặn ốc củ dê. Đó, riêng về 6m á thì nó là 6 lóng, à, nó có nhiều lóng hơn. Đó, 1 2 3 4 5 6. 5m thì nó chỉ có 5 lóng, nhưng mà 6m trở lên thì nó là 6 lóng ha anh em ha. Đó. Cái phi lớn nhất của cây 6m đến phi 32, còn cây 5m trở xuống thì nó chỉ xài phi 27 là lớn nhất. Đó. Thì nó cũng có như thế. Đó. Đây là cây 6m dặn ốc củ dê thì nó có 5 con chuồn chuồn. Còn cây 5m thì nó chỉ có 4 con chuồn chuồn ha. Rồi đây là cây 7m, 7m thì nó cũng có sào thường, sào ốp đồng và sào dặn ốc củ dê. À, tiếp đến là cây 9m ha. Cây 9m thì nó chỉ có 2 phiên bản là sào thường và sào dặn ốc củ dê. Đó, cây 9m thì này rất nhiều anh em ở xứ miền Tây, xứ dừa đó, họ rất là thích cái cây này. Đó, đem về đánh đàn cò, đánh lụp gáo rất là thích. À, riêng về cái phiên bản mà xài ốc củ dê thì nó mắc tiền hơn sào thường, nhưng mà khi mà đã xiết ốc củ dê rồi thì gần như là cây sào rất là cứng, nó cứng hơn rất nhiều so với sào thường nha anh em. Nó rất là cứng nhiều hơn bởi nó khóa cái lóng rất là cứng. Các anh em hái cao hái dừa, những người làm những cái công việc đó cũng thường mua những cây sào 9m củ dê ở chợ shop. Bởi vì cái cây 9m á, củ dê này á, nó có đặc tính là nó đơn giản, rất là dễ sửa chữa. Nếu mà nó hư hại thì chúng tôi chỉ cần gửi cái, ví dụ như anh em làm gãy một cái lóng như thế này, thì chúng tôi chỉ cần bán cho anh em cái lóng và về anh em có thể tự thay vào được, không cần phải gửi đến chỗ của shop để shop tự thay sửa. Đó. Và anh em xài lâu muốn thay bộ chuồn chuồn này thì chúng tôi có thể bán cho anh em bộ chuồn chuồn này và anh em thay, tự thay ở nhà được hết. Còn riêng về cái loại sào mà sào ngàm như thế này hay là sào ốp đồng như thế này, mọi trục trặc đều phải gửi đến chỗ shop. Chúng tôi có những cái máy ép thủy lực thì mới làm được. Đó, còn anh em ở nhà không làm được, không tháo nó ra được. Đó, cho nên là cái sào củ dê này nó mắc tiền hơn, nhưng mà do cái tính chất đơn giản cho nên là người ta thích nó hơn, dễ sửa chữa. Đó, tôi gọi là dễ sửa chữa. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video mới nhất. Đó, thì anh em muốn mua mẫu nào thì có thể điện thoại trực tiếp đến cho shop. Đó. Thì anh em liên hệ số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em. Giao hàng toàn quốc bằng đường bưu điện ha anh em ha.